Alo. Alo, chào em. Em chào thầy ạ. Добрый Добрый вечер. Ну, как дела? Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. Hôm trước chúng ta đã cùng nhau học xong cái bài đối thoại này đấy. Ở trong này có động từ делать. Động từ делать. Делать là cái gì vậy? Делать. Làm gì đấy? Делать. Em chia động từ делать nè, em chia nè. Я делаю. Ты делаешь. Он делает. Мы делаем. Да. Мы делаем. Да. Они делают. Да, да. Em nhớ nhấn trọng âm đấy. Я делаю. Ты делаешь. Да. Он делает. Em chia lại nào. Я делаю. Я делаю. Да. Ты делаешь. Ты делаешь. Он делает. Он делает. Да. Мы. Мы делаем. Мы делаем. Вы. Да, они делают, да? Так, хорошо, они делают. Так, значит, đó là động từ делать. Bây giờ em hỏi giúp thầy giáo một câu nào. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm gì vậy? No. Đúng rồi, что ты делаешь, да? Cậu đang làm gì vậy? Что ты делаешь? Em dịch tiếp. Tôi đang làm bài tập. Да, я делаю уроки, да? Я делаю уроки. Thế em nói tiếp một câu nè. Cậu có muốn xem bóng đá không? Cậu có muốn xem bóng đá không? Nói thế nào? Tươi stop. Tươi stop Madrid football. Cái động từ muốn là gì? Coaches. Động từ coaches đấy. Động từ coaches. Coaches có nghĩa là muốn đấy. Ты хочешь смотреть футбол? Ты хочешь смотреть футбол? Cậu có muốn xem bóng đá không? Đấy. Ты хочешь смотреть футбол? Đúng không nào? Так. Chúng sẽ nói thế nào? Tươi хочешь, động từ khai triển đấy. Chúng ta có động từ khai triển. Khai triển. Khai triển đấy. Так, khai triển chia như thế nào? Khai triển. Я хочу. Я хочу. Khai chu. Trọng âm rơi vào u đấy. Я хочу. Я хочу. Tươi. Ты хочешь. Đấy. Tươi хочешь. Trọng âm rơi vào ô đấy. Ты хочешь. Мы. Он. Он хочет. Он хочет. Он хочет. Мы. Хотим. Вы. Мы хотите. Они. Они хотят. Хотят, да? Я хочу, ты хочешь, он хочет. Мы хотим, вы хотите, они хотят, да? Đó. Thế bây giờ nói muốn xem thì nói như thế nào? Muốn xem nè. Muốn xem. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Нет, không nói хочу mà là я хочу, trọng âm đều u đấy. Я хочу. Я хочу. Tôi muốn xem gì nào? Tôi muốn xem. Смотреть. Я хочу смотреть. Tôi muốn xem. Thế tôi muốn đọc nè. Tôi muốn đọc sách. Я хочу. Я хочу. Đọc là gì? Читать книгу. Я хочу читать книгу. Ты можешь xem TV nè. Я хочу смотреть телевизор. Я хочу смотреть телевизор. Tôi muốn đọc sách. Tôi muốn mua thực phẩm. Я хочу. Я хочу. Купить. Продукты. Продукты. Продукты là thực phẩm đấy. Я хочу купить продукты. Động từ купить là động từ mua. Я хочу купить продукты. Tôi muốn nói tiếng Nga tốt. Я хочу говорить. По-русски. По-русски. Хорошо. Хорошо. Đấy. Я хочу говорить по-русски хорошо. Đấy. Đó. Cậu có muốn đi chơi không? Cậu có muốn đi chơi không? Với. Хотите. Хотите. Гулять. Có động từ гулять. Гулять là đi dạo chơi. Đấy.
Có biết động từ гулять không? Dạ có. Гулять, я хочу, вы хотите гулять? Да? Вы хотите гулять? Да? Да, я хочу гулять. À thế vậy thì động từ хотеть chúng ta có thể đằng sau nó một loạt những cái động từ khác đấy. À đúng không nào? À хочу смотреть, хочу читать, хочу купить đấy. À đó, vân vân đấy. À thế quay trở lại bài của chúng ta, bài của chúng ta là gì nào? À chúng ta đang nói là gì? À anh chàng Ramon hỏi ты хочешь смотреть футбол? À thế anh chàng Хусейн trả lời sao? Хусейн хочет смотреть футбол. Хусейн có muốn xem bóng đá không? À да. Да, он хочет, да? Да, он хочет. Да, он хочет смотреть футбол. Но, но почему он не может? Он не может. Почему он не может? Да ты мочь. Может. Может ли? Thầy nói lại đi ạ. Động từ может, chúng ta có động từ может đấy. À đó là động từ может. À đây là động từ có thể может. À. Может là có thể đấy. Я gì nào? Я. Я могу. Могу. Ты. Ты можешь. Ты может. Он. Он может. Он может, đấy. Мы. Мы можем. Вы. Вы можете. Вы можете, они. Можно. Они могут. Они могут, да? À, việc chia động từ chúng ta phải chia thành thạo đấy. À, nếu chúng ta không chia thành thạo thì người ta sẽ bảo chia động từ chả nổi con nói làm sao nổi tiếng Nga. Đấy. À, thế vậy chúng ta phải chia động từ đi. Chia nhiều lần đi. Đấy. À, làm thế nào chia được động từ? Chúng ta cứ nói đi nói lại không chia được. Nó như là chúng ta học bảng cửu chương ấy. Ngày xưa có học thuộc bảng cửu chương không? Hả? Dạ có. Có học thuộc không? Có chứ. Vâng, đấy. Có thể. 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6, cứ học như vậy đúng không nào? Nói đi nói lại, nói đi nói lại đúng không nào? Thế xong thì đi trên đường đi học đua nhau nói. Mày nói bảng 3 thì tao nói bảng 4. Đấy, đúng không nào? 4 lần 1 là 4, 4 lần 2 là 8, vậy thì động từ cũng vậy. Mày chia động từ pomoc đi nào, moc. Đó, nói luôn. Я могу, ты можешь, он может. Мы можем, вы можете, они могут. Đấy. À đó. Thôi thế bây giờ để tớ đọc cho động từ khai chết. Я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, они хотят. Đấy, cứ nói đi nói lại như vậy. À, một động từ em phải nói nhiều lần. Ít ra cũng phải 5 lần, 10 lần đấy. Thì lần sau em sẽ không quên. À, em sẽ nhớ ngay. Я могу. Они. Они могут. Đấy, ты можешь. Он может, мы можем, вы можете. Они могут. Đấy. À, nói mình chúng ta nên nói 10 lần chúng ta không thể quên được đấy đó. À thế vậy thì em cần phải chia động từ nhiều lần nhá. Đấy, bây giờ sẽ cùng nhau hỏi nè. Что делает Хусейн? Хусейн đang làm cái gì vậy? Что он делает? No. Что Хусейн делает? Он. 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 Он где? Он. No. Он делает. Он делает. А учит. Уроки. Các bạn quên rồi. Đấy. À, Сон делает, он делает уроки. À, nếu mà chúng ta đọc cái bài đọc nhiều lần thì chúng ta sẽ không quên được đấy. À, Сон делает, он делает уроки. À, đúng không nào? Почему звонит Рамон? Почему Рамон звонит? Потому что. Он Рамон хочет смотреть футбол. Đấy. Рамон muốn xem bóng đá. Có phải vậy không? Да. Рамон хочет смотреть футбол. Какой сегодня матч? Какой сегодня матч? Какой? Ну, какой сегодня матч? Hôm nay có trận đấu bóng như thế nào? Trận đấu bóng đó ra sao? Какой? Какой он? Ну, có nhớ không nào? Какой он? Какой он? Какой он có nghĩa là gì? Là cái trận đấu bóng đó nó như thế nào? Какой сегодня матч? Какой? Какой он? No. Он. Thú vị và quan trọng. Chúng ta có động từ, có danh từ, tính từ thú vị và quan trọng. À đấy. Сегодня. Сегодня матч. À làm sao nào? Сегодня матч làm sao? Так. Сегодня матч. Матч. Матч là trận đấu bóng. Интересный.
и важный. Интересный и важный. Да? Сегодня матч. Матч интересный и важный. Интересный для тувии. Важный для кончау. Да? Я знаю, на. Сегодня матч интересный и важный. Сегодня матч интересный и важный. Интересный и важный, да? Сегодня матч интересный и важный. А, đúng chưa? Да? Так, nói lại nào. Сегодня матч интересный и важный. Сегодня матч интересный и важный. И важный. Важный, важный для кончау, да? Да? Почему Хусейн? Почему Хусейн не может смотреть этот футбол? Почему Хусейн не может смотреть футбол? Потому что он хочет. Он хочет учиться. Он хочет учить русский язык. Да? Он хочет учить русский язык. Tại sao mà Ramon, tại sao Hussein không thể đi xem bóng đá được? Bởi vì là anh ấy muốn học bài. Потому что он хочет учить русский язык, да? Đúng không? А что он должен делать? Ну, хорошо, он хочет учить русский язык. Что он должен делать? Cậu ta cần phải làm những việc gì? Читать текст. Đọc bài đọc. И текст. И слушать. Что? И слушать. Аудиоуроки. Аудиоуроки, да? Аудиоуроки. И слушать аудиоуроки, да. Он должен делать... вот, он должен учить новые слова, читать текст и слушать аудиоуроки. Хорошо. А что он должен делать в воскресенье? Что он должен делать в воскресенье? Что он должен? Он должен. В воскресенье. Что он должен делать в воскресенье? Он должен. В воскресенье он должен. Он должен обменять деньги и купить продукты. Почему Хусейн должен много работать? Он говорит, что он должен много работать. А почему он должен много работать? Почему? Потому что Он хочет. Потому что он хочет. Что он хочет? Говорит по-русски хорошо. Да. Потому что он хочет. Говорит хорошо. И правильно. Да? А он хочет говорить по-русски хорошо и правильно, да? Он хочет говорить по-русски хорошо и правильно, да? Да? А потому что он хочет говорить хорошо, по-русски хорошо и правильно. Thì đó là cái bài cũ của chúng ta, да? Bây giờ chúng ta sẽ có cấu trúc câu mới, да? Chúng ta có cấu trúc câu mới. Cấu trúc câu mới này của chúng ta có cái gì thú vị nào? Chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc câu mới này của chúng ta, да? Так. Cấu trúc này là
gồm có câu nào? У тебя есть брат? Том. У тебя есть брат? Том. Cậu có em trai không? À thế vậy thì cái câu chúc cậu cậu có là gì nào? У тебя есть, đấy. У тебя есть. À thế у меня, à tớ có, у меня есть. Thế у меня у тебя là cái gì vậy? Đấy. Nó là cái gì vậy? À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem này. Cùng nhau xem này. Chúng ta có các đại từ nhân xưng giá, tươi, ổn, ăn, á, mới, vui, anh nhỉ. Đó là cách mấy đây? Cách 1. À, đây là cách 1 đấy. À, thế như vậy cấu trúc của chúng ta là U cavo. U này là giới từ cách 2. Nếu mà U là giới từ cách 2 thì đứng sau giới từ nó phải là đại từ ở cách 2. Em hiểu chưa? Thế vậy thì đại từ cách 2, ia khi sang cách 2 nó biến thành minha. Minha là cái gì? Minha là cách 2 của ia. Đấy. Tươi nó biến thành chibia. U chibia. Ôn nó biến thành nhiều vô, u nhiều vô. Anna biến thành nhiều, u nhiều. Đấy. À mươi nó thành nas, u nas. Vươi thành vas, u vas. À nhí thành nhích, u nhích. Đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta có cấu trúc. Tôi có cái gì và tôi không có cái gì. Tôi có cái gì? U меня есть. Thì cộng với cách 1. À u меня есть дом. Tôi có một ngôi nhà. У меня есть машина. Tôi có ô tô. У меня есть брат, у меня есть сестра, у меня есть друзья, у меня есть книги, да? А, да. У меня есть дом, у меня есть машина, у меня есть брат, у меня есть сестра, у меня есть друзья, у меня есть книги, да? Thấy chưa nào? Đấy. Так? Да. А, tiếp theo nào. А, tôi có chồng. У меня есть... Gì đây? Муж. Муж. Tôi có con trai. Сын. У меня есть сын. Tôi có con gái. Дочь. À, em nói đủ cả câu. У меня есть дочь. У меня есть дочь. Дочь. Tôi có việc làm. У меня есть. У меня работа. Работа. À, tôi có ngôi nhà. У меня есть дом. 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 À, tôi có ô tô. У меня есть машина. Машина. Tôi có anh trai. У меня брат. À, tôi có em gái. У меня есть сестра. Сестра. Tôi có bạn bè. У меня друзья. Есть друзья. Tôi có những quyển sách. У меня книги. À, у меня есть книги. Đấy. À, thế bây giờ sang. Nếu mà đây là có, thế nói không có hay sao? Nếu không có thì у меня нет. À, thế còn нет cái gì chúng ta chưa học vội đấy. Đây là cho ví dụ thôi. Bởi vì sao? Nếu mà nói yes thì nó là cách 1. Nói nhất phải là cách 2 đấy. Cách 2 chúng ta chưa học cho nên chúng ta để lại đây đấy. À không nói vội. Thế vậy thì chúng ta cấu trúc là gì? Nếu mà chúng ta muốn nói là tôi có cái gì đó thì chúng ta sẽ nói u меня, u тебя, u него, u её đấy. À u нас, у вас, у них đấy. Thế vậy thì à làm sao để nhớ được cái này nào? Thì giáo lại phải nói là gì? Em phải đọc nhiều lần thôi. Đấy. U меня, у тебя, у него, у неё, у нас, у вас, у них đấy. Cô ấy có, у неё есть. Chúng tôi có, у нас есть. Họ có у них есть, cậu có у тебя есть, anh ấy có у него есть, tôi có у меня есть đấy. À đó, cái người nói đi nói lại như thế, nói được khoảng 5-7 lần thôi, chục lần thôi là ok, là ngon lành đấy. Em hiểu chưa nào? Đấy. Dạ. Đó, nguyên tắc của thầy giáo là gì? Cứ nói thôi, chịu khó nói. À thế bây giờ người ta hỏi что тебе есть, cậu có cái gì? À đúng không? Cậu có cái gì? À thế bây giờ có à, nhà có một cô con gái đấy. À có cô con gái xong có một chàng trai đến để hỏi cô lấy cô con gái làm vợ đấy. Thế ông bố vợ bảo cậu có cái gì? Что тебе есть? Bây giờ mày đang có cái gì rồi mà mày đòi lấy vợ? À đúng không? Thế anh chàng bảo у меня есть дом, есть комната, есть машина, есть зонт, есть стол, есть стул, есть телефон đấy. Đó. À thế ông bố bảo mày có tiền không? У тебя есть деньги? У тебя есть деньги? Đấy. À, thế anh chàng bảo đá curriculum đấy. À tiền thì đầy nhà đấy. À đó, tiền đầy nhà. Tiền đầy nhà là cái gì? Cậu ấy nói tiền đầy nhà vừa rồi thì tao nói là cái gì vậy? Anh sẽ nói là у меня деньги curriculum. Curry là cái gì? Curry là những con gà trống, à con gà mái đấy. Curry là những con gà mái. À,
клюют, nó mổ, nó mổ, nó ăn đấy, đấy. Клюют đấy. À thế anh Tráng bảo là gì, nó u mi nhất điền thì клюют có nghĩa là gì? Con thì nó tiền này có gà ăn trả hết đấy, tức là nhiều quá em nhỉ. Gà đấy, gà ăn suốt ngày nó mổ nó ăn đấy, là cậu bảo là gì? U mi nhất điền thì клюют đấy. À có nghĩa là gì? Cái câu đây là câu ngạn ngữ của người Nga em nhỉ. Đây là câu ngạn ngữ, y nói rằng là gì? Tiền nhiều lắm đấy, à tiêu trả hết, tiền tiêu trả hết đấy. À đấy là u mi nhất điền thì клюют đấy. Đó. À thế, thế người ta hỏi kto chibe yes, cậu đã có ai rồi đấy, bạn đã có ai rồi? Kto u chibe yes, kto ông nhớ yes muốn tôi có chồng rồi, sơn có con rồi, padruga có bạn gái, druzia có các bạn, sasiet có ông hàng xóm, sasiet ca cô hàng xóm, papa là ông bố, mama là mẹ, babushka là bà đấy. À tất cả những cái này chúng ta cứ liệt kê ra là xong. У меня есть муж, сын, подруга, друзья, сосед, соседка, папа, мама, бабушка, vân vân vân. Đấy, đó thấy chưa nào? У меня есть кошка. Anh em nói em có con chó nè. Em có con chó. У меня есть con chó đọc nhậu ạ. Собака, đấy. Собака là con chó đấy. У меня есть собака. Да, em có con mèo nè. У меня есть кошка. У меня есть кошка. Кошка, đấy. À, собака, кошка. À, thế thì đã biết cho em cái câu đó đấy. À đó là gì nào? Con chó là gì? Кошка. Кошка. Đấy. À con chó кошка. Так. À đó. Кошка là con mèo đấy. Con chó là собака là con chó. Кошка, собака. Кошка, собака. Кошка, собака. Đấy. À muốn học nhớ nó thì gì? Vừa đi vừa lẩm bẩm thôi. À, tí nữa học xong thì cứ đi vừa lẩm bẩm кошка, собака. Кошка là con mèo, собака là con chó. Собака, кошка. Nhìn thấy con chó không? Собака. À, nhìn thấy con mèo bảo кошка. Đó. Кошка. Кошка. Собака, кошка, собака. Đấy. À, em nói vài lần sẽ quen, đúng không nào? Đó là cách người ta học. Tác vụ. À, tiếp theo nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phải xem danh từ ở trong tiếng Nga. À, nó biến đổi theo cách đấy. Thế nào nó biến đổi theo cách? Chúng ta nhìn này, danh từ đây của chúng ta có danh từ книга đấy. Книга là danh từ vốn dĩ là nó ở cách một. Cách một. Đúng không? Cách một. Книга, книга. À, cách hai nữa là книги. Cách ba thành книги. Cách bốn thành книгу đấy. Cách năm nó thành книгой. Cách sáu thành книги đấy. À, đưa cái này ra để dọa các em đấy. Dọa. Dọa là gì? Cách 6 và cách 3 giống nhau thầy. À, em nói sao nào? Cách 6 và cách 3 giống nhau ạ. À, cách 6 cách 3 giống nhau đúng nào đấy. Nhưng mà chỉ có điều cách 6 nó có thêm ô ở đằng đầu đấy. Có danh từ ô. Thế vậy chúng thấy là gì nào? À, dọa các em là gì nào? Em có biết không? Một danh từ ở tiếng Nga ấy, nó biến đổi nhá, nó biến đổi thế này, 6 cách này. Đây là số ít này, nó còn 6 cách số nhiều nữa này. Nó thành 12 cách cơ, đấy. Nói chứ nào? À, các em nghe thấy ôi trời ơi, thế là nào nhớ được. Đấy là kiểu để dọa trẻ con thôi. Thế còn trên thực tế chúng ta không học như thế. Em hiểu chưa? Đây là gì? Đây là giới thiệu qua đấy. Giới thiệu qua để mà biết là nó sẽ có cái định dạng như thế. Nhưng mà chúng ta làm thế nào chúng ta nhớ được? Đấy. Chúng ta sẽ nhớ bằng cách tức là gì? Chúng ta học từng cách một. Đây là cách 4 này, chúng ta học cách 4. À cách 4 này. Để giáo ra cho em cái nội dung này. Danh từ giống đực chỉ bất động vật. Danh từ giống chung. Danh từ số nhiều kể cả ba giống, nhưng mà phải là với điều kiện chỉ bất động vật. Ở cách 1 và cách 4 giống nhau. Bất động vật là gì ạ? Bất động vật là gì? Nếu mà danh từ papa là chỉ đàn ông, chỉ người, ông bố. À mama là chỉ mẹ, đúng không nào? Đấy. À bố và mẹ thì là chỉ người, người thì đi lại động đậy được. Đấy. Thì gọi là động vật. Động đậy được thì gọi động vật. Con mèo, con chó chạy đi chạy lại. Thế còn những cái ví dụ như cái rổ, cái rán nằm im một chỗ nó có động đậy được đâu. Cho nên gọi là bất động vật. Cái bàn, cái ghế, quyển sách, cái tivi, à, cái tủ, cái nhà. Thế vậy thì cứ những cái gì mà không động đậy được gọi là bất động vật. Em hiểu chưa? Đó. Thế vì gì? À nếu mà gọi là bất động vật thì có nghĩa là gì? Giống đực, giống chung, số nhiều cả ba giống. Đấy. Số nhiều cả ba giống đực, giống cái, giống chung. Thì cách 1 và cách 4 giống nhau. À em thấy chưa?
À thế bằng một cái câu này nó giải quyết chúng ta rất nhiều vấn đề đấy. À đúng không? Thế ví dụ bây giờ cách giống giống được này. Journal sang cách 4 vẫn là journal đấy. Giống chung nó Arkano sang cách 4 vẫn là Arkano đấy. Số nhiều nè. Số nhiều Dharma sang cách 4 là Dharma vẫn là Dharma, vẫn giống nhau. Tức là gì? Nó không thay đổi em nhé. Nó giống nhau nhưng nó không thay đổi. Thế có cái gì nó thay đổi? Nó chỉ duy nhất có giống cái thay đổi thôi. Giống được không thay đổi, giống chung không thay đổi, số nhiều không thay đổi. Vậy thì còn cái gì? Còn giống cái đấy. Giống cái đó là gì nào? À đó là giống cái có đuôi A thì thành đuôi U, đuôi Ya thì sẽ thành đuôi Y, Kinh Ga thành Kinh Gu đấy, Sistra thành Sistru đấy. Đó. À chua cha thành chua chiều, đúng không? À, thế đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta học thế rồi. À như vậy chúng ta chỉ cần nhớ là gì nào, cách 4 giống cái A thành U, Ya thành U, thế là xong đấy. Đó, đúng chưa? Thế Được. bây giờ em bảo là đúng rồi, thế bây giờ thầy giáo giải thích từ nãy đến giờ rồi em hiểu rồi, em thuộc hết rồi. Giống được không thay đổi, giống chung không thay đổi, số nhiều không thay đổi. Giống cái thì A thành U, Ya thành U. Thế khi nào thì nó mới thay đổi? Khi nào nó thay đổi? Khi nào mà nó ở giống nó ở cách 4 đấy. À thế vậy thì khi nào nó ở cách 4? Bây giờ em bảo thầy ơi, thầy cứ nói từ nãy đến giờ thì khi nào nó ở cách 4? Khi nào thì nó sẽ ở cách 4? Khi nó làm chợ, nó làm bổ ngữ trong một động từ nào đó đấy. À ở đây chúng ta thấy này, tôi chỉ tái xỉ được phải, chúng ta có cấu trúc câu đấy, tôi chỉ tái xỉ được phải, nó đây Anachitaet to Journal. Đây Journal đấy. Anachitaet Journal, đúng không nào? À thế ở đây chúng ta nhìn thấy cái động từ gì đây? Động từ chitaet đấy. Động từ chitaet. À vậy thì chúng ta có lý thuyết là gì? Động từ chitaet đòi hỏi danh từ làm bổ ngữ ở cách 4. À thế lúc này là động từ à, danh từ Journal nó là ở cách 4 và nó làm bổ ngữ cho động từ chitaet đấy. Thế nào là bổ ngữ? Bổ ngữ có nghĩa là nó mở rộng cái ý nghĩa của cái câu đó ra. Anachitaet, cô ấy đọc đọc cái gì? Và nói từ nãy đến giờ mày cứ nói cô ấy đọc đọc cái gì? Nói rõ nó ra. À, cô ấy đọc quyển tạp chí. Thế vậy thì quyển tạp chí nó làm cái gì đây? Nó là bổ ngữ hay còn gọi là gì nào? Hay là nó còn có ý nghĩa là thành phần mở rộng cho cái động từ đó đấy. Thành phần mở rộng để làm gì? Để cho người ta hiểu rõ hơn về cái động từ đó, đúng không? À đó, cô ấy đọc đọc cái gì? Đọc quyển tạp chí. Thế vậy thì cái quyển tạp chí đó là nó phải ở cách 4 em nhỉ? Thế nhưng mà đây là gì? Do quyển tạp chí này là danh từ giống đực mà lại chỉ journal là cái chỉ bất động vật, cho nên là gì? Cho nên cách 1, cách 4 nó giống nhau, nó không thay đổi. Được chưa? Thế vậy thì à thế vậy chúng ta có một loạt những cái danh từ ở cách 4 cứ danh từ giống đực là để luôn nó vào đây, không cần phải thay đổi gì cả đấy. Thế khi nào nó thay đổi? Duy nhất chỉ có trường hợp danh từ giống cái A thành U, Ya thành U, thế là xong đấy. À, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai của chúng ta đấy. Đó. Ví dụ thứ hai. Kusen chitai, sto kusen chitai. Kusen đọc cái gì vậy? Sto on chitai. On chitai. Kinh gù. Đấy. Kinh gù. Thế vậy thì vốn dĩ danh từ này là gì nào? Đó là danh từ kinh gà. Đấy. Cơ nhi gà. À theo lý thuyết thì là gì? Kinh gà thì chuyển thành gì? Cơ nhi gù. Đấy, A thành U, đúng không nào? À đây này. A thành U. À đó. Thế đến đây chúng ta thực hành xong rồi đấy. Đó. Đây là A chuyển thành U. À thế là xong. Vất tạc. À thế như vậy đến đây thì chúng ta đã làm gì? À đây chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã ghi biến đổi xong cái danh từ cơ nhì cả đấy sang cách 4 là cơ nhì gục. À thế chúng ta thấy là gì nào? Chúng ta sẽ thử ví dụ. Onchitai Pismo, nếu mà anh ấy đọc thư Pismo chúng ta biết rằng là gì? Là danh từ giống chung. Danh từ giống chung có biến đổi không? Không ạ. Không biến đổi đấy. À thế vậy thì Onchitai Pismo, Onchitai Journal, đúng không? Journal không thay đổi đấy. Thế chỉ có cái điều Gazeta. Gazeta là cái gì vậy? Gazeta là một tờ báo. Danh từ với đuôi A. A thì thành gì? A thành U đấy.
Он читает газету. Đúng không nào? Он читает статью. Có chữ gì? Статья. Статья là một bài báo. À, chúng ta có từ статья. Статья. À, là bài báo. Khi sang cách 4 là gì? Статью. Đấy. Статья. Статью. Đấy. Đó. Thấy chưa nào? À, статья. Статью. À, thấy chưa nào? Đấy. Статья. Статью. Статья. Статью. Đó. Thấy chưa? Ớt tạc. Đấy. Đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là danh từ ở cách 4 a thành u, ya thành iu đấy. À, động vật thì bất động vật không quan trọng. Bởi vì sao nó không khống chế cái danh từ ở cách 4 nó không khống chế không có chữ bất động vật. Bất động vật là chỉ danh từ giống đực thôi. Đấy. Thế còn danh từ giống chung thì sao? Em bảo thầy ơi, danh từ giống chung thầy không nói động vật thì bất động vật. Em có biết tại sao không? Tại sao danh từ thân ở giống chung thầy giáo không nói động vật thì bất động vật? Nào, nghĩ xem nào. Hả? Em có hiểu không? Có hiểu tại sao không? Không. Không. Thế em có thấy người giống chung bao giờ không? Người chỉ có giống đực hay giống cái thôi chứ. À đúng rồi, đúng không? Thế vậy thì đã là danh từ giống chung thì nó là bất động vật rồi. Việc gì phải chỉ nó là động vật hay bất động vật nữa. Đã là danh từ giống chung thì nó chỉ có bất động vật thôi, đúng không nào? Đấy. À đó, thế vậy thì cái quan trọng nhất của chúng ta đó là gì? Chỉ có danh từ giống đực chúng ta mới cần phân biệt là động vật với bất động vật đấy. Đó, danh từ giống đực hiện nay chúng ta đang học là gì? Bất động vật. Bởi vì sao? Bất động vật thì không biến đổi. Thế còn nếu động vật thì sao? Động vật nó sẽ biến đổi. Biến đổi như nào chúng ta chưa học, chưa quan trọng, chưa cần biết đấy. Đó, tác vật. Хорошо, thế bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Что смотрит Иван Петрович? Иван Петрович xem cái gì đây? Em đọc nào. Он смотрит. Что? Балет. Балет, да? Балет, đúng không nào? Что он смотрит? Он смотрит балет, да? Да? Đó. À, ông ấy đang xem ballet. Ballet là danh từ đây, danh từ giống gì đây? Đực ạ. Danh từ giống đực, đấy. Danh từ giống đực thì không thay đổi. À, ballet nó không phải là chỉ người nhưng nó không thay đổi, đấy. À, đó. À, tiếp theo nào. À, cô gái này đang xem cái gì đây? Она слушает. Ирина, что Ирина слушает? Ирина nghe cái gì đây? Она слушает. Оперу. Оперу. Оперу là cái gì vậy? Opera. Là opera. Opera. Opera là vở opera. Đấy. Она слушает оперу. Vậy thì ở đây opera là danh từ giống cái. Giống cái. À, giống cái A thành U. Opera. Đấy. Она слушает оперу. Đúng không nào? Đấy. À, đúng chưa? Đấy. À, thế bây giờ thì nó sẽ cho em một cái danh từ một cái động từ nữa nhé. Lúc nay chúng ta học những động từ gì mà nó đòi hỏi bổ ngữ ở cái 4 này. Đó là động từ читать. Đấy. À đúng không? Đó là động từ смотреть. À, смотреть балет, đấy. Đó là động từ слушать. Слушать là nghe cái gì đó, đấy. À, читать có thể читать gì nào? À, книгу. Đấy. À, смотреть gì nào? Thì thầy xem cái gì đấy? Балет. Đấy. Ba liệt. Đấy. Hoặc là gì? Television. Television cũng không thay đổi đúng không nào? Cũng là danh từ giống đực, không thay đổi chỉ bất động vật. Слушать gì nào? Слушать. Оперу. Музыка thì thành gì? Музыку. À, музыка thì thành cái gì? Музыку. 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 Đấy. À, A thành U mà, đấy. À, opera thì gì? Оперу. Слушать музыку, слушать оперу. Đấy. À đúng không nào? Đấy. Đó. Được. À thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây có 3 động từ mà nó đòi hỏi bổ ngữ cách 4. Thì ra cho em thêm động từ, đó là động từ видеть. Trong tiếng Nga nếu mà cho động từ chúng ta phải chia động từ. Trong tiếng Anh, chúng nào tiếng Anh chúng ta có thể không cần chia. Bởi vì sao? Các động từ nó đều có một cái cách chia giống nhau. Đấy. Nhưng động từ trong tiếng Nga mỗi động từ chia theo một kiểu. À đấy. À, động từ trong tiếng Nga, động từ видеть là động từ chia nhóm 2. Я вижу. Видеть là nhìn thấy, đấy. Nhìn thấy ai đó, đấy. Я вижу ты видишь. Đấy. Он видит. Мы видим. Вы видите. Они видят. Đấy.
À đó, thế vậy thì đây là động từ vidět. Vidět có nghĩa là gì? Là nhìn thấy ai đó đấy. À đây chúng ta sẽ dịch là nhìn thấy đấy. Động từ vidět à có nghĩa là nhìn thấy. Nhìn thấy đấy, nhìn thấy. Đúng chưa nào? Vidět. Nhìn thấy đấy. Bất tạc. À vidět nhìn thấy. Я вижу, ты видишь, он видит, мы видим, вы видите. Они видят. Đúng không? Được. Đấy. À thế bây giờ tôi nhìn thấy, nhìn thấy ai? Nhìn thấy có thể nhìn thấy ai nào? Nó. Chúng ta sẽ lấy ví dụ nha. Nhìn thấy nào. Я вижу. Đấy. Я вижу. À, thì ta sẽ cho em một loạt danh từ nào. Mama. Nhìn thấy mama được không? Được. Mama. Sistra. Бабушка. Да. Папа. Дядя. Да. À đó, chúng ta em thấy đây gì? Toàn những danh từ mà có đuôi a, đấy. Bởi vì sao? Chúng ta đang mới học có danh từ có đuôi a thôi. À đúng không? Danh từ giống cái thôi. Danh từ giống được chúng ta chưa biết nó biến đổi như nào cả, bởi vì sao? Nó chỉ động vật mà. Đấy. Vidět. Vidět thì có thể tất nhiên là mình có thể nhìn cái gì nữa nào? À книга. Книга. Газета. Газета. Gì nữa nào? Дом. Gì nữa? Зонт. Завод. Город. Ôi, vô cùng luôn. À, thì cái điều là gì nào? Chúng ta phải biến đổi nó. Đấy. Tôi nhìn thấy mẹ nào. Mama, я вижу. Я вижу, мама. Маму. Маму. À, а thì phải như u chứ. Đúng không? Đấy. Tôi nhìn thấy em gái nào. Я вижу. Я вижу сестру. 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 À tôi nhìn thấy bà nào. Я вижу. Я вижу бабушку. Бабушку. Я вижу, tôi nhìn thấy bố nào. Я вижу бабу. Папу. Bởi vì sao? Cái đuôi danh từ giống giống cái vậy, nó biến đổi như giống cái đấy. À, tôi nhìn thấy ông chú nào. Gia gia thành gì? Я вижу дядю. А, дядю, да? А, дядю. Так, книга, то nhìn thấy quyển sách nè. Я вижу книгу. Я вижу книгу. То nhìn thấy tờ báo nè. Я вижу. Вижу. Газету. Газету. То nhìn thấy ngôi nhà nè. Я вижу. Вижу. Я вижу. Я вижу. Nói nè. Я вижу. Я вижу. Ну. Я вижу дом. Дом. Tôi nhìn thấy cái ô nào. Я вижу зонт. 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 À, tôi nhìн thấy cái nhà máy nào. Я вижу. Я вижу завод. Завод. À, tôi nhìn thấy thành phố nào. Я вижу город. Город. Я вижу город. Đấy. À, đó. Thế vậy thì em thấy ở đây bốn cái chữ màu xanh này nó không thay đổi. Bởi vì sao? Nó là danh từ giống được. Đấy, nó là danh từ giống được chỉ bất động vật cho nên nó không thay đổi. Đấy. À đó. À thế còn những cái danh từ khác, danh từ giống cái mà có đuôi a ya thì là nó biến đổi thành đuôi u yu đấy. Đó. À thế vậy. Ты я вижу, ты видишь, он видит, мы видим, вы видите, они видят. Đó là cái chia của động từ видеть. Bây giờ em chia nào. Я. Я вижу. Я вижу, ты видишь. Видишь. Он. Он видит. Он видит. Không phải дед, видит. Он видит. Он видит. Он видит. Мы. Мы видим. Мы видим. Вы. Мы видите. Вы видите. Они. Видят. Они видят. Да? Они видят. Я вижу, ты видишь, он видит, мы видим, вы видите, они видят. Да? À, đó thấy chưa nào? Đấy, nhất trí chưa? Đấy. À, thế như vậy đó là cái cách chia của động từ vidět. Và chúng ta đã biết biến đổi các danh từ chỉ bất động vật sang cách 4. Đấy, đó, cách 4. À, thế bây giờ em nói lại thầy nghe xem nào. Cách 4 nó biến đổi như thế nào? Cách 4 của danh từ bất động vật nó biến đổi như thế nào? Có nhớ được không? Biến đổi từ A thành U. À, A thành U đấy là danh từ giống cái, danh từ giống đực.
danh Danh từ từ không đổi được, không biến không đổi biến đổi bên danh từ tự dùng nhiên. chung, Không biến đổi ạ. cũng không biến đổi danh từ số nhiều, Nhiều cũng không biến đổi cũng ạ. không biến đổi đấy. À đó, danh từ số nhiều chỉ có thực vật không biến đổi đấy. Đó, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái bảng này đấy. Cái bảng này, à ở cột thứ nhất này đây là gì đấy? Cột thứ nhất chúng ta nhìn thấy ôn ăn á ăn nó anh nhỉ, nó là cái gì vậy? Ôn ăn ăn nó anh nhỉ, cái nghĩa là gì đấy? Đại tự đấy là Đại từ chỉ giống nó được, giống cái, giống đúng chung và số nhiều đấy. Có nghĩa là gì? Ở cái hàng dòng hàng ngang này là danh từ giống được đấy. Ăn à, đây là danh từ giống cái. Ăn nổ, đây là danh từ giống chung đấy. A nhì là danh từ số nhiều, đúng chưa nào? Đấy, à cái onana no nhì ở đây nó chỉ là đưa vào đây để chúng ta thấy rằng là đây là giống được, giống cái, giống chung và số nhiều thôi đấy. À bây giờ người ta cho ví dụ mang phồn khi sang canh 4 có biến đổi không? không Em nói nào, tôi nghe băng à, tôi nghe cái máy quay băng. Yes, Lusayu. yes Má gửi nhì ta phồn. you Đà. Tôi đang xem quyển từ điển. Yes, Matryu. yes Matrius Slavar. Sva Slavar. Đấy. Yes, Sva Matryu Slavar. Đấy. Sva À, Pismo. Bức thư nào. À, tôi Sva viết bức thư. Ya Sva Bisu. Sva Pismo. Ya Sva Bisu Pismo. Đấy. Tôi đang làm bài tập nè. Ya Dielayu. Sva Upражнение. Upražnjenje. Упражнение. Tôi đang làm bài tập đấy. Я делаю упражнение. Tôi đọc quyển tạp chí nè. Tôi đọc những quyển tạp chí nè. Я читаю журналы. Журналы. À tôi đang đọc những tôi đang đọc từ mới nè. Я учу. 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 Слава. À tôi đang nghe các bài giảng nè. Yes, Lusayu. Lexi, lexi. Yes, Lusayu lexi. Đấy. Yes, Lusayu lexi. Tôi đang nghe các bài giảng. Lexi, lexia, lexi. Đó. À, đó là gì? Đó là cái cách mà chúng ta sẽ có thể là đặt những cái ví dụ với lại những cái danh từ ở cách 4 đấy. Muốn đặt ví dụ với các danh từ cách 4, chúng ta có thể tận dụng các động từ Smatriu, smatriet, slushat, chitat, znat. Chúng ta có từ znat Russia đấy. Znat, lubit đấy. À bây giờ em nói là em yêu con trai của em. Ya lubliu, suna đấy. Suna. À đấy. À thế này. Thì cái lúc đó là gì? Suna này nó sẽ là ở cách 4 em nhỉ? Nó ở cách 4. Nó đứng sau động từ lubit đấy. Đó. À bây giờ là tôi yêu Việt Nam. Yeah, lưu Yeah, Việt Nam. Việt Nam đấy. Yeah, lưu Việt Nam. À em thấy Việt Nam đây là danh từ giống gì đây? Cho nên nó là gì? Nó không thay đổi đúng không nào? Tôi yêu Hà yeah. Nội. Yeah, lưu Hà Nội. Hà Nội đấy. Yeah, lưu Hà Nội. Yeah, lưu Việt Nam đấy. À đó. Lúc đó là chúng ta nhìn thấy những cái danh từ giống được nó không thay đổi. Đó. À thế tiếp theo nào. À ở đây người ta lưu ý chúng ta một điều. Yeah, lưu Dutch. Dutch là cô con gái đấy. Dutch. Đó, thì ta sẽ viết cái từ này xuống cho em nhé. Dutch. Dutch. Dutch là một danh từ giống cái, bởi vì sao nó chỉ cô con gái, chứ không phải là giống cái đấy. Nhưng mà cái danh từ này nó lại có cái dấu mềm đấy. À khi danh từ có dấu mềm thì sang cách 4 nó không thay đổi. Cách 1 nó cũng thế, cách 4 nó cũng như vậy đấy. À thế vậy trong trường hợp như thế thì trong tiếng Nga nó sẽ có hai cái danh từ chỉ người mà nó có dấu mềm ở đứng cuối đấy, à, giống cái đấy, đó là từ match và từ Deutsch. Match là bà mẹ, Deutsch là con gái đấy. À thế vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ nói là mười liu bim match đấy, mười liu bim svayu match, mười liu bim svayu Deutsch đấy. Chúng tôi yêu bà mẹ, chúng tôi yêu mẹ của chúng tôi yêu con gái của chúng tôi đấy. Đó thì match và dot nó vẫn không thay đổi em hiểu chưa, lưu ý như vậy nhé. À tất nhiên là em chưa chưa nhớ được hết ngay đâu, nhưng mà bài học hôm nay đó là gì? Bài hôm nay đó là cái bài học mà nó làm cho em vỡ vạc ra đấy, à nó vỡ vạc để chúng ta có thể biến đổi được.
Em hiểu chưa? Tác vụ. Хорошо. Thế như vậy là bài học của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Em cho em Dạ. nghỉ sớm mấy phút. Bởi vì sao? Nếu bây giờ chúng ta làm bài tập thì em sẽ bị loạn đầu đấy. Đó. Bài tập chúng ta sẽ làm trong giờ hôm sau. Vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta học cái gì? Bài ngày hôm nay chúng ta học danh từ ở cách 4 đấy. Danh từ ở cách 4 thì cái danh từ giống đực, giống chung, số nhiều không thay đổi. Đó là danh từ chỉ bất động vật. Thế còn đối với danh từ giống cái thì kể cả động vật, bất động vật không quan trọng. Đó là gì? Đó là A thành U, IA thành U. Đấy. Thế còn danh từ nếu có mà dấu mềm ở cuối, danh từ giống cái có dấu mềm thì nó không thay đổi. Mà đổi. Đấy. Đó. Thế đó là nội dung em cần nắm được ngày bài hôm nay. Và điều thứ hai nữa là em phải cố gắng xem lại video nhé. Em cố gắng xem lại video để nhớ lại cái dữ liệu. Không có là thầy giáo có cảm tưởng là em nhớ dữ liệu hơi kém đấy. Đấy. Đó. Nếu mà học mà chúng ta lại không nhớ thì chúng ta học để làm gì? Học để rồi mai lại quên đấy, đúng không? Đó, thế vậy thì chúng ta muốn nó không quên chúng ta phải xem lại video nhiều lần. Đấy. Cảm ơn em. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong giờ hôm sau nhé. Paka, desida nhé. Desida nhé. Desida nhé, paka.